Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 174.000 viên ma túy tổng hợp tại thôn Giàng Thàng, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. 3 đối tượng cùng trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Khai thác nhanh từ các đối tượng, lực lượng chức năng đã bắt giữ Ly Xeo Chứ, sinh năm 2003, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, là đối tượng sẽ nhận ma túy của các đối tượng vận chuyển trên. Tăng vật thu giữ gồm 174.000 viên ma túy tổng hợp, một xe ô tô và 3 điện thoại di động. Bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên với số tiền công là 320 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, thì các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện bắt giữ 632 vụ, 888 đối tượng mua bán, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy. Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, địa hình khá phức tạp, biên giới giáp Lào, là điều kiện thuận lợi cho tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh và tinh vi. Trong thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, kiên quyết không để Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy với số lượng lớn ở trong và ngoài nước.